và đúng là thời điểm hiện nay thì kit test nhanh đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, không chỉ tại Việt Nam mà trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sẽ có những lúc mà quý vị và các bạn test nhận được kết quả là vạch T đậm hoặc là mờ. Có rất nhiều lý do khiến cho vạch T bị mờ và các chuyên gia cho rằng bất cứ vạch T cho màu đậm hay nhạt thì khả năng lớn là bạn đang mang virus trong người. Tiến sĩ Ames Adalia Học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins cho biết, vạch mờ có thể là tải lượng virus của bạn thấp, độ nhạy của que test không cao hoặc là mẫu bệnh phẩm không chuẩn. Trong khi đó, theo hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh của chính phủ Anh, vạch chữ T dù mờ cũng cho thấy kết quả xét nghiệm là dương tính. Tuy nhiên, một bác sĩ cấp cứu tại London cho rằng vạch chữ T có thể không nhất thiết là đồng nghĩa với kết quả dương tính nếu nó xuất hiện sau khung thời gian quy định. Theo bác sĩ này, nếu vạch dương tính mờ xuất hiện sau khung thời gian quy định, nguyên nhân có thể là do ô nhiễm về thực phẩm hoặc là do một số chất gây ô nhiễm khác, cũng có thể do nồng độ virus trong bạn rất thấp. Nếu không xuất hiện triệu chứng ở thời điểm xét nghiệm, nguy cơ lây nhiễm cho người khác thấp hơn. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh khẳng định không có xét nghiệm nào đáng tin cậy 100% và khuyến cáo các bệnh nhân test nhanh dương tính nên làm thêm xét nghiệm PCR để tránh tình trạng dương tính giả.